Alo, bữa nay là ngày 1 tháng 2 2023, mình đang ở trong cái dealer, cái chỗ bán xe, cái đại lý bán xe cho Volkswagen. Đây là chiếc xe điện 5 chỗ ngồi SUV. Đây là mình quay đây xung quanh đây. Đây là xe của Đức, mình cũng mua một chiếc nhưng mà mình mua một chiếc xe xăng. Đây là chiếc xe điện, lúc hồi mua thì xe điện này nó chưa có, mình phải order rất là lâu. Đây là cái hình của nó quảng cáo đây nè, cái hiệu xe điện là ID4 Electric SUV. Đây là mình quay xung quanh cái cảnh xe này, nó cũng giống như cái dáng của xe VinFast mà nó để dưới Grand Century ở San Jose đó, cái khu shopping đó. Này là cái nằm ở Warner Creek. Nó cách San Jose chắc cũng cỡ chừng 40 mai. Đây là cái xe của nó, đây là cái giá của nó nè. Cái giá của nó là 43.000. Đây là cái bảng, cái quảng cáo đây. Cái giá của nó là 43.000 cộng. Nhưng mà nó rebate lại 12.000 hoặc là 7.000 thì nó còn, nếu mà 12.000 mà thì nó còn có 37.000 à. Đây là cái nội thất ở phía bên trong, nó có hai cái ghế đây. Đây là nó có, nó cũng tương tự như xe VinFast, sao cái kiểu giống vậy rồi. Ăn sau thì nó có ba cái chỗ ngồi. Đây là xe hoàn toàn xe điện hết thì nó có 43.000 mà nó trừ lại từ 7.500 tới 12.000 nữa. Mà đó là cái giá của nó là rất là rẻ so với xe VinFast là trên 50.000 á. Thì mình có mua cái xe này, nó cho nó dịch cái dịch vụ mà nó thay nhớt rồi nó coi là 2 năm, nó không có lấy tiền. Đó là xe mình mua hồi tháng 3 năm vừa rồi, thì đúng 1 năm á, ở nhà mình và xã mình nó chạy khoảng 10.000 mai thì mới thay nhớt. Thì khi mà lên thay nhớt cần ấy là nó sẽ báo cho mình đi đó. Thì cái xe của Đức thì nó có nổi tiếng từ lâu rồi nhưng mà nó bán lại thấp hơn xe VinFast, mà nó có nhiều cái nơi phục vụ khi cần sửa chữa hay là chăm sóc đó. Rồi mình sẽ ra mình quay cái xe nó rẻ hơn nữa, là 43.000 cũng SUV nhưng mà chạy bằng xăng, nó rẻ hơn khoảng 10.000 ạ.